Chào các chị Teresa, hôm nay thầy muốn nói chuyện với các chị về việc phục vụ các cụ. Vâng, gia đình Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu được thành lập để phục vụ Chúa qua các cụ ca niên. Và trong những cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã tới được một số cụ khắp miền đất nước. Phần nhiều là chúng ta phát quà, phát gạo cho các cụ hàng tháng hoặc là một vài tháng. Nhưng mà cái chương trình mũi nhọn của chúng ta đó là đi phục vụ các cụ bị yếu liệt tại nhà, mà chúng ta thường gọi là cái chương trình Lazaro. Chúng ta thực hiện cái chương trình mà đi phục vụ các cụ yếu liệt tại nhà dựa trên cái phúc âm của ông Thánh Lazaro. Khi ông còn sống thì ông phải ở trước cửa nhà ông phú hộ giàu có, mà ông phú hộ không để ý gì tới ông cả. Nhưng mà đến khi ông mất thì lại ông lại được ở trong cái vòng tay yêu thương của Abraham. Thành ra cho nên là chương trình Lazaro của chúng ta có nhiều ý nghĩa, thưa quý chị Teresa, là không những chúng ta tới phục vụ các cụ mà chúng ta còn chuẩn bị cho các cụ được lên thiên đàng. Đó là cái ý nghĩa sâu xa nhất của cái chương trình Lazaro. Khi mà chúng ta đi phục vụ các cụ là chúng ta được thực hiện cái sứ mạng mà của chúng ta, là Chúa đã dạy dỗ mỗi người chúng ta là phải yêu thương cái người khác như cái thương thân mình vậy. Thì chúng ta lại khi mà đi phục vụ các cụ thì chúng ta lại được các cơ hội để thực hiện cái lời Chúa dạy. Chúa nói rằng là yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, trên hết mọi sự. Khi mà chúng ta đi phục vụ các cụ thì chúng ta hãy chứng tỏ bằng hành động về những cái gì mà chúng ta đã nghe lời Thiên Chúa dạy chúng ta, là phải hết lòng, hết sức, hết trí khôn trên hết mọi sự. Chúng ta hãy phục vụ các cụ hết lòng, hết sức, hết trí khôn trên hết mọi sự. Đó là về phần chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta đi phục vụ các cụ thì chúng ta phải đinh linh một điều là khi mà chúng ta tới thăm các cụ thì chúng ta tới vì Chúa, nhân danh Chúa chúng ta làm việc này. Và khi chúng ta đi thì chúng ta mời Chúa đi theo chúng ta nhá. Mời Chúa đi theo chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta tới với thăm các cụ không phải đơn thuần là chúng ta chỉ tặng quà cho các cụ, hay là tới cái chương trình Lazaro là tới quét nhà, tới giặt giũ cho các cụ, tới nấu ăn cho các cụ, vân vân. Không phải như vậy. Nhưng mà Chúa mình tới để đem cái tình yêu của Chúa Kitô tới cho các cụ. Thế thì nếu mà chúng ta mang cái tình yêu của Chúa Kitô đến cho các cụ thì trong lòng chúng ta phải có cái đó, phải có cái tình yêu đó. Thì chúng ta mới kính tặng có các cụ được. Nếu chúng ta không có, làm sao chúng ta kính tặng các cụ? Cho nên là chúng ta, cái việc này thì thầy cũng đã nói ở một bài khác hay là một chỗ khác, làm cách nào để mà tăng tiến cái tình yêu của chúng ta, rồi chúng ta mới có thể trao tặng cho các cụ được. Thì nếu mà chúng ta chưa có đầy đủ, và chúng ta cũng không bao giờ có đầy đủ được tự mình mà có đầy đủ được tình yêu của Chúa trong lòng, thì chúng ta hãy xin Chúa đi cùng với chúng ta. Xin Chúa cho con được làm, được yêu các cụ như là Chúa yêu các cụ. Thế thì xin Chúa thể hiện qua cái lời nói, qua cái việc làm của chúng con, để các cụ thấy rằng là các cụ đang được nhận cái tình yêu của Chúa. Thế đó là quan trọng nhất, thưa các chị. Quan trọng nhất mà khi tới với các cụ là như vậy, là chúng ta đem cái tình thương của Chúa Kitô tới cho các cụ. Mà chúng ta là những người hèn mọn, là những người tội lỗi, những người thiếu sót, thì chúng ta không thể nào có đầy đủ được tình yêu.
thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta, hay là xin Chúa đi với chúng ta cùng cái lúc đó để Chúa yêu các cụ qua chúng ta. Chị ạ, thì khi đó thì chắc chắn là các cụ sẽ đồng lòng, các cụ sẽ đồng lòng, và các chị cũng đã từng thấy các cụ rơi những giọt nước mắt. Mà khi các cụ rơi nước nọt, đọt giọt nước mắt đó là các cụ đã cảm động được, đã thấy được cái tình yêu của Chúa Kitô được ban cho các cụ. Bởi vì khi mà các cụ, khi mà các chị tới nhà nhà các cụ đó, một cụ nằm đó, thì thưa các chị, thì là một con người đã từng trải biết bao nhiêu năm đau khổ, biết bao nhiêu năm những biến cố ở trong đời các cụ, vui có, buồn có, đau khổ có. Và người nằm đó có thể ở một trong hai phương diện như thế sau. Có thể đó là người rất là tội lỗi. Trong suốt được cuộc đời của các cụ đã chất chứa những tội lỗi. Và bây giờ thì các cụ đang chờ ngày để mà được phán xét. Đó là điều thứ nhất. Đó có thể là một cái phương diện thứ nhất. Hoặc là cụ đó đã từng trải trong suốt cuộc đời các cụ đã tích đức, đã làm được nhiều việc lành, và bây giờ chuẩn bị để được về, để được hưởng cái phần thưởng của Thiên Chúa. Chỉ có Chúa có thể biết được các cụ đó là người như thế nào, là người tội lỗi hay là người thánh thiện. Thì đối với mọi người chúng ta có thể nhìn thấy được, cũng như là cái thời ông Lazaro đó, thì ông ấy ở đó, ở trước cửa nhà phu hộ đó, thì mới con mắt người bình thường thì người ta có thể khinh chê ông cụ đó. Nhưng mà đối mặt Thiên Chúa thì Chúa rất là yêu thương. Đến khi ông cụ Lazaro đó về với Chúa thì là được làm trong vòng tay của Chúa. Thì bây giờ các cụ mà khi mà chúng ta tới thăm đây thì cũng có thể là một Lazaro, và khi mà các cụ mất đi thì các cụ sẽ trở nên thánh của Chúa trên thiên đàng. Chúng ta không biết được. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng không biết được cái cụ đó là một người đã tội lỗi như thế nào, trong suốt cuộc đời cụ đã chất chứa những tội lỗi ra sao, và các cụ đã, cụ đó đã chuẩn bị để về với Chúa chưa, đã biết ăn năn tội lỗi chưa, đã biết là bây giờ là mình không thể cưỡng lại được nữa, cái thời gian không thể cưỡng lại được, tuổi già cứ tới và một ngày chúng ta phải lìa đời thì chắc chắn sẽ phải tới. Mà bây giờ cụ đó đã chuẩn bị để mà ăn năn hối lỗi chưa? Thế thì chúng ta phải giúp cho các cụ. Đó là một cái, chúng ta nhắc lại, thì nhắc lại với các chị, là không phải là các chị tới chỉ để mà tặng cho các cụ một món quà, một cái bánh hay là một gói gạo. Không phải. Các cụ đem, các chị đem cái tình yêu của Chúa Kitô đến cho các cụ và chuẩn bị cho các cụ về thiên đàng. Chúng ta cũng đừng coi các cụ như là một người mà chúng ta là một đối tượng để mà chúng ta ban ơn. Không phải. Chúng ta phải nhìn thấy các cụ, cái đối tượng đó là những vị thánh tương lai. Bây giờ các cụ nằm đó, ở căn nhà tối tăm đó, nóng nực đó, dơ bẩn đó, nhưng mà các cụ nhắm mắt rồi thì các cụ sẽ chói sáng trên thiên đàng. Vậy thì tại sao chúng ta không chuẩn bị cho các cụ để mà chúng ta không có liên hệ tốt với các cụ, để khi các cụ trở nên thánh thì các cụ sẽ phù hộ cho chúng ta, sẽ giúp đỡ cho chúng ta trên cái lữ hành trần thế này mà chúng ta còn đang đi. Nhá. Rồi các cụ, cho dù các cụ có tội lỗi đi chăng nữa, nhưng mà các cụ biết ăn năn hối cải giống như người trộm lành ở bên cạnh Chúa. Giờ phút cuối cùng đó chỉ một câu thôi thì cái người trộm lành đó đã được cùng với Chúa ở trên thiên đàng. Vậy thì bằng cách nào đó như vậy, trong một cụ có thể các cụ đó rất là tội lỗi, có thể cụ đó rất là thánh thiện, nhưng mà thấy rằng là các cụ là những vị thánh ở tương lai nhá, thì các chị hãy chuẩn bị cho các bạn, giúp các cụ
chuẩn bị cho các cụ để lên thành. Nếu cụ đó là công giáo thì cụ đó trong suốt một cuộc đời cũng đã được Chúa dạy dỗ qua các cha, thì bây giờ cùng nhắc, hãy nhắc lại cho các cụ công giáo biết là các cụ chuẩn bị về thiên đàng với Chúa, chuẩn bị ăn năn sám hối và làm công đức để chuẩn bị cụ đó lên thiên đàng. Và cái phương pháp mà nên thánh của cụ đó rất là dễ dàng, như thầy đã trình bày với các chị một cái bài nói chuyện khác, là làm theo phương pháp của chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu nhá, chỉ làm những việc bình thường với hết lòng yêu thương của mình. Đó là cái phương pháp nên thánh của chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, và lúc đó chúng ta sẽ trình bày cho các cụ cái phương pháp nên thánh của chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu để các cụ thấy rằng là chỉ một làm những việc bình thường hàng ngày thôi thì các cụ cũng nên thánh được. Và cái cách cuối cùng nhất, như là những cái giờ cuối cùng nhất mà chị Thánh Teresa ở tại thế trước khi lên thiên đàng, chị Thánh không có làm gì được, là đang nằm trong cái giường đau bệnh, nhưng mà chị Thánh cũng vẫn nhớ tới Chúa. Và cả chị Thánh chỉ nói rằng là chị không biết làm gì, chị chỉ nằm đó để yêu Chúa mà thôi. Vâng, chị nằm đó trên giường bệnh, không thể nào làm gì được nữa, không thể cầu nguyện được nữa, nhưng mà vẫn nên thánh được bằng cách nằm đó và yêu Chúa. Hãy trình bày cho các cụ cái phương pháp nên thánh của chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu nhé. Rồi, cái phương pháp nữa, nhưng mà thầy đã trình bày với các chị ở một cái bài nói chuyện khác, đó là xin Chúa thánh hóa. Thì thầy nhắc lại, khi mà chúng ta đi thánh lễ, dự thánh lễ, và bây giờ phút quan trọng nhất khi mà linh mục đặt tay trên bánh và rượu và đọc kinh cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần biến đổi cái bánh rượu đó thành mình và máu Chúa Kitô, thì lúc đó chúng ta có thể quỳ xuống và xin Chúa, nếu Chúa có thể biến bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Kitô, thì Chúa cũng biến đổi con từ một người tội lỗi trở nên một người thánh thiện của Chúa. Thì các cụ trình bày cho các cụ cái phương pháp đó để các cụ tin tưởng và chắc chắn rằng nếu các cụ đó làm với tất cả cái đức tin của mình thì chắc chắn rằng các cụ đó sẽ được nên thánh. Và ngay cả một cụ như thầy đã trình bày, có thể trong suốt một đời của các cụ đó đã chất chứa nhiều tội lỗi, thì những cái giờ phút mà nằm bệnh đó là giờ phút để các cụ ăn năn thống hối giống như người trộm lành, và đồng thời cũng lại làm thực hiện cái phương pháp nên thánh của chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, hay là nằm đó để mà xin Chúa thánh hóa, dùng cái ơn của Chúa Thánh Thần để biến đổi con người tội lỗi của các cụ, con người đã yếu đuối rồi, đã bệnh hoạn này rồi, thì bằng ơn Chúa Thánh Thần các cụ cũng nên thánh được. Đó, chúng ta chuẩn bị cho các cụ nên thánh, và khi một cụ mà đã qua đời thì chúng ta tin chắc rằng cụ đó đã nên thánh, đã nên thánh ở bên cạnh Chúa và đang cầu nguyện cho chúng ta, để rồi trong cái quãng đời còn lại, lữ thứ của chúng ta trên trần gian này, chúng ta tiếp tục cái sứ vụ của chúng ta, để mà cũng cầu mong rằng là chúng ta một ngày chúng ta sẽ về với Chúa cùng với các cụ. Chúa đi chuẩn bị cho mỗi một người chúng ta một chỗ trên thiên đàng, các cụ đi trước cũng sẽ chờ đón chúng ta trên thiên đàng mai sau. Thì vậy thì khi mà chúng ta đi phục vụ các cụ Lazaro, phục vụ các cụ Lazaro, là chúng ta đi để mà, thầy nhắc lại, chuẩn bị cho các cụ lên thiên đàng, chuẩn bị cho các cụ thành thánh, để rồi chúng ta cũng được Chúa thương cho chúng ta được lên thiên đàng với Chúa trong về sau này. Và thầy cũng góp ý với các cụ, với các chị rằng khi mà các chị tới
thăm các cụ như vậy, phục vụ cho các cụ như vậy, chắc chắn rằng là các cụ sẽ có những lời cảm ơn. Cảm ơn. Thì thầy nhắc cho các chị nhá, đừng nhận những lời cảm ơn đó. Thực sự chúng ta không làm gì cho các cụ cả. Cái tiền, cái quà mà chúng ta đem tới cho các cụ đâu phải của chúng ta đâu, là của các quý ân nhân nhờ chúng ta đem tặng cho các cụ nhá. Thì ra cho nên là đừng nhận cái lời cảm ơn đó, và sẽ nhắc cho các cụ rằng cụ hãy cảm ơn cái vị ân nhân mà đã cho cái đồng tiền để chúng cháu tới thăm các cụ. Và trên hết, sở dĩ mà các quý ân nhân đó có cho chúng ta tiền để mà phục vụ các cụ cũng là vì Chúa. Vì Chúa đã thúc đẩy họ mở lòng ra, mở lòng thương xót ra để mà chia sẻ những cái gì họ có cho các cụ. Và chúng ta tới với các cụ cũng là vì chúng ta phục vụ Chúa, vì lời kêu gọi của Chúa mà chúng ta gửi đến các cụ. Thì các chị hãy nhắc cho các cụ rằng xin đừng cảm ơn con, mà trước hết cảm ơn các quý ân nhân, và cao cả hơn hết là tạ ơn Chúa. Bởi vì tất cả mọi sự này là vì Chúa. Các cụ hãy chỉ tạ ơn Chúa mà thôi. Và xin Chúa chúc lành cho các quý ân nhân đã chia sẻ cho các cụ, cũng như là nếu có thể được thì Chúa thương xót cho chúng con, cho chúng con được khỏe mạnh để tiếp tục đến phục vụ các cụ. Và chúng con chỉ làm việc này vì cái lời kêu gọi của Chúa, vì lời dạy dỗ của Chúa, là chúng con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn trên hết mọi sự. Và chúng con thể hiện cái tình thương yêu Chúa đó bằng qua cái việc làm tới săn sóc các cụ nhá. Thì thầy một lần nữa cảm ơn các chị đã cùng với thầy để làm cái sứ vụ này, và thầy xin Chúa ban thật nhiều phúc lành cho tất cả các chị.